Cũng trong sáng nay, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng kết công tác đảng, công tác công an năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Năm 2022, Công an thành phố triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, tham mưu Thành ủy ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2022, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố giảm 9% so với cùng kỳ năm 2019, tỷ lệ khám phá án đạt 100%, kịp thời phát hiện, bắt giữ 283 vụ, 419 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an thành phố đạt được. Công an thành phố đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố. Thời gian đến, đề nghị Công an thành phố triển khai thực hiện tốt chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2023, tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ, kéo giảm bền vững tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các sự kiện lễ hội đầu năm phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa công an, quân đội, tòa án, viện kiểm sát và các sở ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, phòng chống tội phạm. Thứ nhất là Thường trực Thành ủy đề nghị các đồng chí tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng trong lực lượng công an dân. Xem đây là cái nhiệm vụ then chốt, có tính chất quyết định và cái điều kiện quan trọng để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực khác. Nội dung thứ hai cũng đề nghị Đảng ủy và Công an thành phố là tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt cái chỉ thị về an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2023 của Thành ủy, chủ động tham mưu, không để bị động bất ngờ, nhất là những cái tình huống phát sinh, tình huống ngoài dự kiến, để mà đảm bảo cái trật tự ổn định xã hội để tiếp tục phục vụ cho cái sự phát triển. Đề nghị Công an thành phố tiếp tục mở các đợt cao điểm ra quân để mà xử lý đấu tranh với tội phạm có tổ chức, côn đồ hung hãn, rồi cái tội phạm trộm cắp tài sản như đã nói, rồi cái tín dụng đen cũng đã làm rồi nhưng mà cũng thực sự là cũng chưa triệt để. Tại hội nghị, Bộ Công an tặng cờ thi đua cho 3 tập thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ thi đua cho 3 tập thể và tặng bằng khen cho 3 tập thể đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022.